Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia đang tranh tài ở 34 nghề với hơn 500 lao động trẻ, những người thợ trẻ giỏi nhất trên cả nước. Trong đó có những nghề được thí sinh chọn và xác định theo mình cả đời, làm thợ. Và trong chương trình Việt Nam hôm nay, chúng tôi muốn nói đến nghề phay CNC, một nghề đầy vất vả nhưng lại mang cho người thợ sự đam mê, sáng tạo và xác định gắn bó cả đời với nghề. Hàng trăm chi tiết, thiết bị được kiểm tra, sắp xếp lại để thuận tiện khi làm bài. Hôm nay là ngày thi của Long. Sau khi đề thi được phát, Long sẽ mất hàng giờ để phá đề và tính toán thao tác, chia thời gian cũng như sức của mình để hoàn thành bài thi có thể kéo dài tới tận đêm. Với Long, chọn nghề này là thách thức, cũng là đam mê khi có thể biến một khối thép thành một chi tiết máy tinh xảo. Cái nghề này nó có vất vả, nhưng mà chính cái sự sáng tạo và chính xác tỉ mỉ của cái ngành, của cái nghề này làm cho em càng có động lực để đam mê và theo đuổi nghề này hơn. Nhắc đến thợ cơ khí, có lẽ ai cũng hình dung họ là những người lem luốc, dầu mỡ. Nhưng bây giờ, những người thợ trẻ từ học, hành và thi trên những chiếc máy phay CNC tự động trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ, tương đương những thiết bị thi tại kỳ thi tay nghề thế giới. Không còn sử dụng toàn bộ thao tác bằng tay, mà là những mệnh lệnh bằng số, chính xác tuyệt đối. Các em nếu mà đã lựa chọn vào á, thì để mà thành công ở cái đầu ra đó, thì mấy em phải có một niềm đam mê, phải có cái tính kiên trì trong đó nữa. Các em là học là chỉ có thiết kế và lập trình ở trên máy tính, và sau đó cóp vào máy tự động là nó sẽ tự động làm ra sản phẩm. Và các em có thể là hoàn toàn là không làm chân tay dầu mỡ như ngày xưa nữa. Nên là đòi hỏi là các em là phải có tính sáng tạo và tư duy thì các em sẽ theo học được cái nghề này nó sẽ tốt. Phay và tiện CNC là hai nghề nặng nhọc và vất vả. 14 giờ thi căng thẳng, Long sẽ phải tập trung và có kế hoạch phân bổ hợp lý, khoa học để làm bài. Nghề cơ khí, tinh hoa là hai chữ chính xác. Dù máy móc có hiện đại thì sự quyết định vẫn nằm ở trong tay người thợ. Và đó cũng là điều hấp dẫn nhất khi chọn đời làm thợ của những người yêu cơ khí.